Xin chào các bạn, mình là Quế Hương. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài vấn đề về việc chăm sóc sức khỏe khi mà các bạn đi du học, đặc biệt là đi du học Úc các bạn nhé. Khi đi du học thì các bạn luôn luôn phải nhớ rằng là phải mang theo các loại thuốc căn bản, ví dụ như là thuốc cảm, thuốc ho, thuốc hạ sốt, đau bụng, nhỏ mũi, hoặc là nhiệt kế, vân vân, và phải mang theo bên mình để phòng trường hợp khẩn cấp hoặc là trường hợp mà bạn chưa có thể nào đến bác sĩ gặp bác sĩ ngay để khám cho các bạn được. Thì ngoài ra, ngoài những cái loại thuốc này thì các bạn còn phải có những cái gọi là cái sổ y vệ gần nhất của bạn cũng rất là quan trọng. Trong cái sổ này thì thông thường sẽ ghi những cái loại bệnh hoặc là những cái triệu chứng mà bạn hay thường gặp, thì nó sẽ giúp bác sĩ bạn địa dựa vào và chẩn đoán tình hình sức khỏe hiện tại của bạn là tốt hay không tốt, hay là nó đang ở cái tình trạng nào. Và trước khi đi du học thì các bạn phải tìm hiểu về việc quy định dùng thuốc tại Úc nữa. Thì nếu cần đem theo thuốc thì trước tiên bạn cần phải tìm hiểu xem là có những cái giới hạn gì nè. Hầu như là bạn phải đem theo y bạ và toa thuốc kèm theo lá thư của bác sĩ ở quê nhà ha. Phải đảm bảo được rằng cái quyển y bạ đó hoặc là cái toa thuốc đó phải dịch sang tiếng Anh, thì khi mà sang Úc gặp bác sĩ người Úc thì người ta mới hiểu được. Nếu mà bạn hết thuốc trong lúc đang ở đây thì cần phải đi gặp bác sĩ tại Úc để xin toa thuốc mới. Và hãy kiểm tra để mà biết rằng tất cả các cái dược thảo đều được phép đem vào Úc. Vì Úc cấm một số thực vật và hạt. Và bạn có thể là biết được những cái loại danh sách thuốc cấm hoặc là thuốc được mang theo khi mà đi du học tại Úc. Có thể là truy cập tại website của Úc hoặc là liên lạc tại những cái cộng đồng du học sinh tại Úc thì cũng có thể là cho bạn vài cái thông tin bổ ích đó. Ngoài ra thì bạn phải hiểu cơ bản về hệ thống y tế của Úc nữa. Sau khi đến Úc thì bạn nên làm quen và hỏi thăm những người đã sống ở đó và hệ thống y tế và cách vận hành của cái, có nghĩa là cái cách sử dụng bảo hiểm của bạn như thế nào. Bởi vì khi mà bạn đi du học thì hầu như bạn phải mua cái bảo hiểm y tế, thì bạn phải biết cách sử dụng nó để đỡ mất công bạn tốn tiền mua ở đây. Hoặc là bạn có bệnh mà bạn qua đó bạn không sử dụng thì rất là tốn kém trong việc điều trị. Biết được thông tin cơ bản như thế thì bạn sẽ rất có lợi, nhất là khi bạn không có mạnh về kinh tế. Hoặc là nói cách khác thì bạn cần phải tìm hiểu đâu là bệnh viện tốt nhất trong khu vực. Các khoản bảo hiểm sẽ trả trong trường hợp bạn bị ốm, hoặc là các gói khám bệnh có lợi cho sinh viên du học Úc như thế nào, vân vân. Nói chung là khi bạn mua cái bảo hiểm thì bạn phải tìm hiểu kỹ về cái chính sách bảo hiểm đó, thì bạn phải biết được rằng là sử dụng như thế nào ha. Ngoài ra khi mà bạn điều trị ở Úc thì bạn cần phải nắm rõ chi phí điều trị như thế nào. Chi phí điều trị ở Úc thì đa số hầu hết đều do nhà nước chi trả. Cụ thể là 100% chi phí điều trị tại bệnh viện đều do nhà nước chi trả, còn lại những cái điều trị khác sẽ được bao gọn trong khoảng từ 75-80%. Có một số vấn đề về sức khỏe sẽ không có được nhà nước chi trả, chẳng hạn như là về răng hoặc là về mắt chẳng hạn, hay là các chi phí vận chuyển xe cấp cứu. Trừ những người có thẻ thu nhập thấp á, thì cái thẻ đó người ta hay gọi là lower income earner card, thì sẽ không phải trả tiền đối với những cái vấn đề kể trên. Còn những người còn lại, có nghĩa là những người có thu nhập cao hoặc là thu nhập ở mức tương đối thì chắc chắn sẽ phải chi trả về những cái vấn đề này. Thì chắc hẳn là các bạn cũng đang tự hỏi rằng là những người có thu nhập thấp là những người thu nhập bao nhiêu. Thì nhân đây mình cũng cho các bạn biết luôn là những người có thu nhập dưới 486 đô Úc một tuần thì đều là những người được xem là người có thu nhập thấp. Hơn thế nữa thì các bạn phải ít những từ ngữ bản địa để mà diễn tả cái triệu chứng khi mà trao đổi với bác sĩ. Nếu các bạn bị ốm thì các bạn cũng phải nghĩ, cũng phải cho biết được rằng mình phải cho họ biết là mình đang có cái triệu chứng gì trong người để bác sĩ có thể là đưa ra cho bạn cái toa thuốc phù hợp và khám sao cho nó đúng cái bệnh của bạn. Nếu bạn có điều kiện du học Úc hay là các nước nói tiếng Anh khác thì không cản trở nhiều lắm về ngôn ngữ. Tuy nhiên là tiếng Anh ở Úc cũng có một chút khác biệt đó. Và đa số sinh viên quốc tế thì thường kém từ vựng về chuyên ngành y khoa, thì chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì những cái từ ngữ tiếng Anh về ngành y khoa thì rất là khó học. Thậm chí những bạn về chuyên Anh cũng gặp vấn đề trong cái việc là sử dụng từ ngữ y khoa nữa. Vì vậy là bạn phải nên học trước một số từ tiếng bản địa để mà trao đổi thông tin, diễn tả cái triệu chứng về bệnh của bạn để mà bác sĩ có thể là kê thuốc đúng. Hoặc là đơn giản là cảm mà sốt hoặc là chấn thương thôi cũng cần phải chuẩn bị 4 từ vựng để mà phòng cái trường hợp bạn cần gặp bác sĩ khi mà đang đi du lịch khám bác bảo hiểm ở cái những vùng hẻo lánh nào đó chẳng hạn. Bạn có thể là nhờ bạn thân hoặc là bạn có thể là nhờ thầy cô giáo chẳng hạn. Du học Úc thì có nghĩa là xa gia đình, và khi ấy bạn bè rất là quan trọng. Thì khi mà thấy mình bắt đầu sốt hoặc là chấn thương thì hãy nói ngay với những người mà bạn tin tưởng của mình. Kể cả những người nước ngoài đó thì bạn cũng đừng có ngần ngại, bạn cứ chia sẻ với họ thì họ sẽ giúp đỡ cho bạn trong cái trường hợp mà bạn
là cần thiết khi mà bạn bị đau ốm, hoặc là họ có thể là đưa ra cho bạn cái lời khuyên ví dụ như là nên uống thuốc gì hoặc là khám ở đâu. Trong đám bạn của bạn là thì có ai đem thuốc này hay không, dụng cụ y tế kia có mang theo không, vân vân. Bởi vì khi ốm thì mình không có được sáng suốt cho lắm về cái phần, có nghĩa là người ta hay nói là tinh thần minh mẫn, thì trong cơ thể khỏe mạnh thì mình lúc đó mình cũng phải nhờ đến người thân của mình. Ví dụ bạn đau bụng quá, bạn không có thể nào bạn nghĩ thông suốt là hiện tại bây giờ mình phải làm gì đó, vân vân. Hơn nữa thì ở nước ngoài thì nên sẽ có cái chắc chắn là sẽ có những cái rào cản ngôn ngữ nhất định. Vì thế thì hai đôi tai này hoặc là hai cái đầu luôn luôn sáng suốt hơn là một. Cho nên bạn lúc nào cũng cần phải nhờ bản thân hoặc là nhờ thầy cô giáo trong trường hợp khi cần thiết. Và những cái tình huống khẩn cấp thì bạn cũng phải linh hoạt nữa. Ví dụ rất nhiều bạn bè sống ở các cái thành phố nhỏ hoặc là khu vực xa trung tâm, nếu mà gặp vấn đề nặng hoặc là khẩn cấp khi ở xa bệnh viện như thế thì bạn nên cân nhắc gọi taxi nếu mà xe cấp cứu thương không đến kịp. Ngoài ra thì hãy để bạn bè biết cái tình trạng của bạn, đừng có ngần ngại gì hết, dù bất cứ bạn gặp cái triệu chứng hay là bệnh lý gì đi chăng nữa thì điều đó là an toàn cho bạn. Thì biết đâu họ có thể là gọi nhân viên y tế của trường gần ký túc xá hoặc là tiện lợi và kịp thời cho cái tình huống của bạn hơn rất nhiều. Thì đó là một vài cái lời khuyên mà hôm nay mình dành cho các bạn. Thì hy vọng rằng là những cái lời khuyên này thì bạn sẽ cảm thấy là có ích cho các bạn khi mà các bạn đi du học Úc về vấn đề chăm sóc sức khỏe kỹ hơn, bởi vì có sức khỏe tốt thì bạn mới có thể là học tốt được. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay của mình. Chào các bạn, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong những cái buổi sau ha. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.